Một nụ cười bé cho vui cả ngày, một vài tiếng khóc mẹ lo hằng đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành, chín tháng sinh thành một đời yêu thương. Một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi, dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang ngày lời mẹ ru. À ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang ngày lời mẹ ru. À ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi, dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang ngày lời mẹ ru. À ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang ngày lời mẹ ru. À ơi mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi con ngủ cho. Hãy cùng vỗ tay và hát bàn cùng các em bên đây để cùng chúc mừng sinh nhật bạn Bu của ta tròn 4 tuổi. Và ngày hôm nay sẽ là ngày vô cùng tuyệt vời của bạn Bu cũng như toàn thể của những quý có tại đây để cùng tham dự với tiệc chúc mừng sinh nhật bạn Bu tròn 4 tuổi. Hãy cùng vỗ tay nào. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, and a summer delight. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Và ngày hôm nay thì trước khi bước đợi ra thì con sẽ gửi lời cảm ơn đầu tiên đến ai nhỉ? Cảm ơn các bác, các cô, các chú, bố mẹ và đặc biệt là cầu rất nhiều nha các bạn nhỏ tình yêu của ta ngày hôm nay đây đúng không?
đón chú hề. Trời sẽ mở nhạc lên và chú sẽ làm cho động đất khởi động. Các con sẽ làm giống chú. Ai làm giống chú nhất thì đó ngay thông qua đặc biệt của chương trình. Chúng ta sẽ cùng một các khúc tuyệt vời. À con đứng hát. Rồi ok. Rồi bây giờ con sẽ đứng hát nhá, được không? Chú bộ đội bác văn minh tà với năm nay chú văn tự tặng cảnh cổ sung cao giữa trời xanh cho cháu vui học hành với bên mái trường đỏ tươi. Yeah, rất tuyệt vời. À bây giờ con có thể hát một bài khác không nhỉ? À vừa rồi mọi người chưa tập trung. À, tình bạn diệu kỳ. Wow, các hát được đấy không nhỉ? Được không nhá? Thì cũng hát tình bạn diệu kỳ à? Hát bài gì nhỉ? Một con quỷ xa nó nghe rằng có con ba quả quả là phổ nước nó bị. Trời ơi. Vâng, phổ xa không nhỉ? Vâng, buông dậy, buông dậy. Rồi buông sẽ hát một bài gì nhỉ? À, hát bài gì nhỉ? Một con quỷ xa
vịt với sự hiện của ca sĩ Chip của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Rồi còn bây giờ được ca sĩ Nhi Buông của chúng ta nhờ Buông sát một bài hát gì nhỉ? Hát bài gì? À tiếng Anh nhá. Được không? Cũng hát bài gì nhỉ? À hát bài con vịt đã. Wow, rồi con hát nào? Một con vịt trẻ rất tuyệt vời, một live show của Boom.